Hello, xin chào mọi người. Thì buổi hôm nay mình sẽ cùng mọi người phân tích sâu hơn một chút về cái cách thức, cái cách mà mình dùng U-boot. Đấy. Rồi thì bản chất các cái phase của U-boot thì như thế nào, đúng không? Buổi trước mình đã nói về kiến trúc từ cơ bản cho đến đi vào trong code của U-boot một chút, đúng không? Thì buổi hôm nay mình sẽ đi sâu hơn một chút cho mọi người. Đấy, ok. Đấy. Ok được rồi. Thế thì ở đây như bài hôm trước mình đã nói mình có ba phase chính đúng không? ROM code là SPL đúng không? Đấy. À, sorry mọi người. Ba phase đúng không? Phase thứ nhất là ROM code gọi là First State Loader. Mình có phase thứ hai là second program loader là SPL, và phase cuối cùng của U-boot là TPL, đúng không? Nếu bạn nào mà chưa xem các cái phase này thì có thể quay lại video buổi trước của mình nhé. Rồi mình tóm ngược lại ba phase chính. Thế thì ở đây cũng câu hỏi là làm thế nào mà U-boot có thể biết được là cái địa chỉ nào thì load SPL, đúng không? Rồi thì làm sao mà SPL biết địa chỉ nào thì load TPL, đúng không? Rồi thì TPL làm sao mà biết được cái địa chỉ nào load kernel lên, đúng không? Thì nếu mà mình không biết được cái phần ba cái phần này thì sẽ rất là khó để khi mọi người porting một cái U-boot lên một cái boot mới, đúng không? Đây là mấy cái phần đặc trưng mình nghĩ là sẽ cần khi mọi người porting cái code U-boot này lên trên một cái boot chạy hệ điều hành Linux mới. Mình sẽ cần biết những cái điểm này đấy, để mình có thể porting được, đúng không? Đấy, thì mình trả lời câu hỏi đầu tiên nhé. Làm nào U-boot biết được là cái địa chỉ nào thì nốt load SPL, đúng không? Cái địa chỉ này được lập trình ở trong ROM code, phụ thuộc vào mỗi hãng sản xuất SoC hay là còn gọi là mỗi hãng sản xuất chip thì họ sẽ có một code ROM khác nhau, đúng không? Và như vậy thì cái địa chỉ mà load SPL ấy sẽ được quy định ở trong code ROM, sẽ đặc thù từng SoC một. Ở trong cái loạt video này thì mình có dùng con Beagle Black. Con này thì nhân của nó là SoC của nó là AMX335X. AMX335X thì là một dòng SoC hiệu năng cao, lõi A5, lõi lõi ARM, đúng không? Hiệu năng cao lõi ARM, và cái sequence load SPL của nó và cái sequence boot của SoC này thì có quy định ở trong RM của nhà sản xuất. Như ở đây mình sẽ mở đoạn này một chút. Mọi người tải cái phần RM của AMX335X ở trên mạng về nhé. Trên mạng rất là nhiều, mọi người tải trên trang chủ của hãng về. Đấy, sau đấy thì mọi người search đến cái phần MMC Receptor Procedure này, in RAW mode này. Đấy. Ở đây là mình đang boot dùng RAW mode nhé. Dùng RAW mode là mode thô đấy. Đấy. Thì mình sẽ quy trình của nó là như thế nào. Ở đây có hai kiểu boot. Thứ nhất là boot bằng raw mode và hai là boot bằng fast mode. Vì cái thẻ của mình chưa có cấu hình thành fast mode cho nên là default thì nó sẽ boot boot bằng raw mode nhá. Ok, default boot raw mode. Thế thì ở đây thì họ nhà sản xuất họ có liệt kê là ban đầu ấy thì CPU sẽ fetch lại ở một số địa chỉ ra đây nhé, 0x00. 0x00 là địa chỉ không trên thẻ nhớ ấy, hoặc là trên bộ nhớ MMC, đúng không? 0x20.000, 0x40.000, 0x60.000, đúng không? Đây là các cái địa chỉ mà ROM code sẽ lấy lệnh, đúng không? Sẽ lấy lệnh từ SD card hoặc là MMC, đúng không? Đấy. Thế thì ROM code ở đây đầu tiên là ROM code sẽ tiến hành là quét các cái địa chỉ này, bạt sinh xem là xét cái vùng địa chỉ này có tồn tại cái chuỗi là CH setting hay không, đúng không? Nếu mà có tồn tại cái chuỗi CH setting
thì ROM sẽ tiến hành là phát lệnh và thực thi lệnh ở vùng này. Đấy, đại khái như vậy. Còn nếu mà cái phân vùng này không tồn tại cái chuỗi là CS setting thì ROM code sẽ bỏ qua vùng này và di chuyển đến vùng tiếp theo. Đúng không? Di chuyển đến vùng tiếp theo để tìm kiếm. Tương tự như vậy. Các cái phần này cũng thế. Ban đầu nó phải tìm thấy cái CS setting đã. Nếu không tìm thấy thì sẽ move lên cái offset cao hơn. Đúng không? Đúng cái offset này. Như vậy thì trong ROM code họ default họ luôn lấy code ở các cái địa chỉ này đối với raw mode nhé. Đối với raw mode đấy thì đấy là một lý do vì sao khi mà mình lưu chương trình SPL ấy, mình lại lưu vào cái địa chỉ cố định như vậy, đúng không? Cố định như vậy. Ok, thì tí nữa mình sẽ đăng cho mọi người nhé, sẽ đăng cho mọi người cái bộ nhớ lên để mọi người cùng xem đấy. Ok, thì ngoài ra thì ROM code có một chế độ boot khác là fast boot. Thì ở chế độ fast boot này nhé, mọi người chú ý là mọi người phải reset cái thẻ về về fast, reset cái thẻ nhớ, reset cái phân vùng ấy về fast mode. Sau đấy thì mọi người lưu cái file mà lâu xuống đấy, lưu file mà lâu xuống thì ở đây ROM code sẽ quét cái vùng fast fast quét cái vùng phân vùng fast ấy và tìm cái file có tên là MLO và code ROM sẽ thực thi lệnh thôi, đúng không? Ok, thì đấy là có hai cách chính, nhưng mà ở đây thì mình sẽ giải thích theo cách mình sẽ đi sâu vào cái cách raw mode này để mọi người hiểu hiểu cái bản chất nhé. Ok, thì ở đây mình cũng sẽ demo cho mọi người chút là cái code của mình đã lưu ở đâu, đúng không? Ok, thế là bây giờ mình cùng xem nhé, cái code SPL mình đã lưu ở đâu nhé. Ok, rồi thì hôm trước cái buổi mà mình cài đặt cái chương trình cài đặt hệ điều hành lên thẻ nhớ ấy, thì mọi người để ý mình sẽ dùng cái lệnh này để mình cài cái thằng sorry mọi người mình nhầm, mình sẽ dùng cái lệnh này chứ không phải lệnh kia, mình dùng cái lệnh này đúng không, mình dùng cái lệnh này để mình cài đặt cái thằng MLO lên trên vào trong thẻ nhớ, đúng không? Thế ý nghĩa của lệnh này là gì? Ý nghĩa của lệnh này là như thế này nhá. Mình sẽ tiến hành lưu cái thằng MLO, đúng không? Lưu thằng MLO này, cái file MLO này từ trên máy Ubuntu đi vào trong thẻ nhớ. Nhưng mà mình sẽ lưu ở cái phân vùng là gì? Mình sẽ lưu, tức là mình sẽ lưu ở cái phân vùng có địa chỉ là 128K, đúng không? Lưu ở cái vùng địa chỉ 128K. Ở đây là xích xích bằng 1. Xích bằng 1 thì có nghĩa là mình sẽ dịch từ cái offset đầu đi một lượng bằng block sector, và cái block sector ở đây mình đang gán bằng 128K. Thế tức là cái MLO mình sẽ được ghi nhé, ghi ở cái offset 128K và chiều dài tối đa của cái MLO mình ghi sẽ là 2 nhân 128, đây là K bằng 2 mà, đúng không? Đấy, thì nếu mà cái MLO mà có kích thước lớn hơn 128K ấy, thì mình sẽ cần tăng cái K vào lên. Còn nếu mà nó à nhầm. Nếu mà có kích thước nhỏ hơn 128K ấy, thì mình sẽ để có thể để là cao bằng 1 được nhá. Đấy. Đấy là đây ý nghĩa câu lệnh này là mình sẽ ghi cái mà chép cái MLO vào trong thẻ nhớ ở vào tại cái địa chỉ ô nhớ thứ 128 KB, đúng không? Đấy, ý nghĩa lệnh này như vậy, đúng không? Đấy. Ok rồi, thế là mình đã chép xong cái thằng MLO vào cái vùng này rồi nhá, đúng không? Đấy, mình dùng lệnh này mình đã chép xong. Ok, thì bây giờ mình sẽ cắm cái thẻ nhớ vào này, mình sẽ cắm thẻ nhớ vào và mình check cho mọi người cùng xem nhé. Ok, ở đây thì mình cũng demo một số các cái lệnh cơ bản của eBoot luôn. Đợi một tí để cho mọi người cũng đợi một tí để cho thẻ nhớ của mình nó khởi động lên đó. Rồi, thẻ nhớ mình khởi động xong rồi thì mình sẽ dùng cái lệnh này check thẻ nhớ này. Đây, mọi người thấy là mình có một cái phân vùng SDB1 16 GB, đúng không? Thì 16 GB, ok. Thế thì để mà check được cái data ở trong thẻ nhớ ấy, để check cái data trong thẻ nhớ ấy,
mình sẽ dùng một số cái lệnh cơ bản nhé để mình có thể check được. Ok, thế thì sau đây mình sẽ sử dụng công năng này để đăng data trong thẻ nhớ nhé. Đầu tiên mọi người check cái thẻ nhớ đã. Thẻ nhớ của mình là SDB, phân vùng là SDB1. Đúng không? Thẻ nhớ này có dung lượng là 500 GB và phân vùng là SDB1 dung lượng 16 GB. Thế thì mọi người sẽ đăng đăng trực tiếp cái SDB này ra. Đấy, mình sẽ đăng 11, tức là data ở trong thẻ như nào mình sẽ đăng ra y xì như vậy ở trên terminal nhé. Mình sẽ dùng lệnh sudo là hack đăng này, trừ c trừ s là đây là địa chỉ mình muốn đăng này, trừ n là số lượng byte muốn xem, và cuối cùng là cái thiết bị mà mình muốn đăng, thiết bị nhớ chưa. Đấy, mình sẽ đăng nó ra ô 20.000. Đây mọi người thấy không, ô 20.000 này nó quét, nó sẽ thấy một cái dòng ch setting này. Đấy, như ở trong RM mình đã nói đúng không, khi mà quét thấy cái chuỗi string này thì chứng tỏ là đây là một cái vùng valid để cho code ROM boot, để cho code ROM khởi động. Thì mình chuẩn bị data thì mình cũng chuẩn bị một cái file email, một cái file binary chứa cái phần header, chứa chứa cái phần CSS setting này nhá. Đấy, ok, thì chắc là video này cũng tương đối dài rồi, thì mình sẽ dừng ở đây thôi, thì buổi sau mình sẽ nói tiếp nhé. Tóm tắt lại một chút thì ROM code ấy, trả lời câu hỏi ở đầu bài là, đúng không? Làm thế nào mà chỗ này phải nói là ROM code thì đúng hơn. ROM code biết cái địa chỉ nào load SPL đúng không? Thì địa chỉ SPL này sẽ được define theo mỗi hãng sản xuất SOC và ở trên con Bingo Bone Black, đối với dòng AMX335X thì nó sẽ quy định là nó sẽ load tại bốn cái địa chỉ này: 0, 0, 0, 20.000, 4.000, 60.000, đúng không? Nếu mà trong cái vùng địa chỉ đấy mà tồn tại cái valid string này thì nó sẽ tiến hành là boot code từ vùng địa chỉ đấy lên. Còn nếu mà không tồn tại thì nó sẽ move sang vùng địa chỉ kế, cứ như vậy cho đến hết 4 vùng nha. Ok. Thì đây. Đấy, thì mình đã đăng ở trên terminal lên cho mọi người rồi. Đấy, cái CSS setting đây. Ok. Đấy. Tức là mình đã lưu cái data vào phân vùng 0x20.000 này đúng không? Đấy. Như phân vùng này là phân vùng hợp lệ để ROM code boot. Như vậy thì MLO sẽ được nạp và khởi chạy. Ok, thì buổi sau mình sẽ sang phần phase tiếp theo nhé. Phase tiếp theo là phase TPL đúng không? Ok. Thì buổi nay mình dừng ở đây thôi. Xin chào mọi người.